Con là con nghĩ con có sức mạnh nhưng mà con không bền, kiểu là con mau mỏi. Rồi mau mỏi. Dạ. Đó do chàng cuộc sống cổ thôi, không có gì hết. Cái bệnh quên của con như là nó ừ. Con đau, do cái chèn cuộc sống này. Xong rồi, con cũng vẫn chỉ có trị theo kiểu như uống thuốc giảm đau với lại chèn chèn muối. Đến năm 7 là con có em bé, lúc đó là con bị đau nặng. Đến 2008 con mới đi chụp em ra, nhưng mà nói là chị thấy không mắt bị đẹp. Thôi chứ thông bị đi điểm ăn L4, L5, L5, X1, 3 cái đó thì hay bị. Nhưng mà sau đó thì con cũng sanh liền mấy đứa thì con không có thời gian chữa. Là đến bây giờ cả năm nay là cái cổ của nó đau. Đầu con thì nó lúc nào nó cũng say sẵn kiểu như không quên nữa. Tay chân thì lạnh á. Không có lực công việc để này con viết một hồi là buông viết rồi. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ dở tay lên thấy lực cũng kém đúng không? Dạ nói chung con dở là thấy chị cầm yếu. Cầm một đá lên thử coi. Nói chung là con là con nghĩ con có sức mạnh nhưng mà con không bền, kiểu là con mau mỏi. Rồi mau mỏi. Đó do chàng cuộc sống cổ thôi, không có gì hết. Cái bệnh quên của con như là nó cũng mấy năm nay. Rồi được rồi. Cái chuyện mà quên của em á là không phải là cái chuyện gì lạ đó. Cái chuyện quên của em á là do khi mà mình bị cuộc sống cổ á thì nó cái động mạch máu ở cổ á, nó bị chèn nó thiếu máu não làm cho mình bị cái đi chứng đó thôi. Nếu như mà mình điều trị đây mà ổn định xong thì cái đó mới biến hết. Mà con thường xuyên đòi sắt, mệt cái là vụn rụng tay chân. Đúng rồi, khi nào máu lên đầy đủ thì nó đỏ lên, còn máu lên không đầy đủ thì nó xuống sức. Chuyện nó dễ thôi mà. Rồi ok, đứng dậy đi, biết rồi. Rồi, quay lưng lại. Toàn thân kệ. Rồi, cái kia lại lên rồi, đó, được cái đó. Rồi, giỏi, vậy được rồi. Cái tay này chắc là không ok này. Đó, ok, rồi biết rồi. Em khỏi cần khai nữa, vậy là đủ chơi rồi. Em rồi nhà ở đâu vậy? Nhà cũng ở đây, cũng ở trọ ông cơ. Ở trọ ông cơ nhưng mà là ở luôn đây đó. Dạ, ở con quê Đắk Lắk. Từ Đắk Lắk xuống đây? Dạ, không đến xuống để học, không ở đây luôn, từ năm 99 giờ. Rồi. Còn có gia đình rồi luôn ở đây luôn. Rồi ông xã là người Đắk Lắk ở đâu? Vậy à. Gan hả? Đang bệnh vậy mà đẻ mấy đứa, ba đứa? Bốn đứa. Hay rồi. Nên nhớ là bây giờ biết cái này rồi thì phải ráng mà làm ha. Còn riêng cô thì tôi có một cái lời khuyên, khi mà điều trị xong mà ổn hết rồi, các thứ cô thực hiện rồi đó, thì cô nên đặt cái đai cổ để đai để đeo để nâng cái cổ lên ha. Rồi bây giờ làm gì để kinh tế có sống? Rồi, bên đây là bị nhiều rồi ha. Đó, ráng một chút xíu. Đó, cái tay nó bị chèn dữ vậy đó. Thấy là biết rồi. Đây là ok, có bị cái tay nhiều. Đây là hơi. Vô rồi. Rồi, em nằm đi. Nằm ngửa nha. Chị ạ. Rồi. Đây rồi, 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 đây rồi
Kiên quyết. Kiên trác. Sao rồi, cái cuộc đời thay đổi liền nè. Rồi, ngồi dậy tôi đây. Ngồi xếp vào đây. Lùi đây đó, đó, ok. Mềm mại ra chút. Đó. Ok, giờ nó cũng đã lên về mạnh lên. Sao? Đúng rồi, rung là bị nó chèn cái này, bây giờ hết chèn rồi, bây giờ lên ngon lành rồi, đúng không? Ok, cho chắc ăn rồi đứng lên đi. Rồi, quay lưng ra. Đó, này, quay, đó, rồi. Chèn tròn tay, cầm hết ra coi. Ok. Chờ, cái này còn chút. Cái này còn chút, chưa chờ lại được. Cái đó thì ok. À, không, còn cái kia thì chưa, cái này chưa, này, làm lại đi, làm cái này chưa được. Không có bên kia, bên kia đó, rồi, bên đó, phải không, để tôi nhìn. Ok, được rồi. Rồi, nắm chặt đây lại, hãy đang lại. Đúng rồi, mềm lại, mềm tay xuống, mềm. Ok. Cái đó sẽ làm thêm từ từ. À, nhưng mà giờ là thấy dễ chịu chưa? Cổ đồ này nọ giờ lắc lên rồi thấy dễ chịu chưa? Nghe rồi ha. Rồi. Con từ cả năm nay là con đi xe, ngồi xe máy. Đau là do chèn kìa. Thấy nó chọi hay lắm em sư. Dạ. Bây giờ ngồi thử tôi với bị không? Nó vẫn ấy đâu. Nó vẫn bị phải không? Dạ. Rồi, ngồi lên nằm đi. Nằm ngủ hết. Đó là bị cái ăn lời năm X phòng. Bởi nhà mẹ không bị thần tỏa, không phải con đang có nhiều người thần tỏa. Thì nó rủi rồi chứ còn gì nữa. Đây, đây là cái kẹo kẹo. Đúng rồi. Tại cái đó nó mới chỉnh được cái L5 X1 được. Ngồi vậy đi. Dạ. 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 Rồi giờ bớt đau chưa? Bớt đau chưa? Tại vì bẻ nó hơi khó chịu. Nhẹ hẳn rồi. Nhẹ hẳn rồi hả? Bây giờ ngồi thử coi nó còn có bị chổi cái đau nữa không? Nghe dễ chịu chưa? Dạ. Nghe nhẹ ha, tại vì bây giờ nó đỡ điều chỉnh là nó lại rồi. Rồi đứng dậy đi. Ok. Rồi nắm hai tay tôi nè, rồi hai chân kẹp lại, rồi ngồi xuống, rồi ngồi sát xuống luôn. Đúng rồi, đứng dậy mạnh lên, rồi ngồi xuống, rồi đứng dậy. Ok, ngồi xuống, rồi đứng dậy, ngon rồi. Bây giờ khác rồi. Rồi bây giờ có thấy cử động đi lại coi thấy nó khác gì chưa? Dạ ăn rồi ha. Ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em.
khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.